Trong những ngày qua thì dư luận Yên Bái và ngành giáo dục đang quan tâm tới một quyết định có thể nói là đặc biệt. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình bất ngờ hủy biên chế 80 giáo viên tại 18 trường trên địa bàn huyện. Câu hỏi đặt ra là tại sao cùng một lúc Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình lại ra một quyết định có thể nói là quyết liệt như vậy với từng ấy con người, mà trong đó có rất nhiều giáo viên vùng cao, đối tượng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của ngành giáo dục. Đây là những hình ảnh do các cô giáo ở huyện Yên Bình cung cấp cho chúng tôi. Nó ghi lại một trong các buổi họp, chính xác hơn là buổi làm công tác tư tưởng, thông báo về việc hủy biên chế của họ. Lý do đơn giản và chung chung, đó là tuyển dụng sai. Tại các cuộc nói chuyện này, lãnh đạo huyện Yên Bình muốn thuyết phục các giáo viên ký vào hợp đồng lao động mới bằng cách khẳng định rằng những người chịu trách nhiệm tuyển dụng sai trước kia nay đã bị kỷ luật. Còn cháu được vào biên chế này thì cháu thấy cái đối tượng đó. Quy trình tuyển dụng thì không sai, nhưng đối tượng để tuyển dụng vào vùng đó là sai. Chính vì vậy mà những người làm cái việc đó, kể cả những người mà trước đây và có quyền được dùng cái quy đó cũng đã bị xử lý, đúng không? Thế còn tôi nói này, còn các đồng chí làm thế nào thì làm, còn hôm nay đấy tôi nói nhá, đồng chí nào ký thì ký, không ký thì lúc tôi sẽ ghi lại và tôi sẽ có ý kiến báo cáo với cấp trên. Đúng là liên quan đến vụ việc này, tỉnh ủy Yên Bái đã thành lập đoàn kiểm tra. Kết quả là 16 cán bộ liên quan bị kỷ luật. Thế nhưng kết quả ấy làm mọi người bất ngờ, đặc biệt là nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, người đã theo dõi và có nhiều loạt bài viết về vụ việc này. Tôi quá ngạc nhiên. Chính kết luận của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy là 16 người liên quan bị xử lý kỷ luật. Nhưng mà họ bị xử lý thế nào? Tôi xin đọc luôn. Ông phó chủ tịch huyện bị kỷ luật. Sau khi bị xử lý kỷ luật thì lên làm chủ tịch huyện. Ông bí thư huyện ủy có tên tuổi Hà Nội, sau khi bị xử lý kỷ luật thì lên làm đương kim, hiện nay đấy, đương kim chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông trưởng phòng nội vụ bị xử lý kỷ luật, ngay sau đó bây giờ lên làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân chính cái huyện đó để xử lý vụ việc. Người bị kỷ luật thì lên chức, chỉ còn lại các giáo viên là gánh chịu hậu quả. Ra khỏi biên chế nhà nước nghĩa là cuộc sống sẽ bấp bênh hơn, lương và những quyền lợi, chế độ cũng sẽ thay đổi. Và quan trọng hơn là tâm huyết sau nhiều năm bám trường vùng cao của các thầy các cô sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ các cấp lãnh đạo là đưa chỉ tiêu xuống thì chúng tôi thực hiện theo. Các cấp lãnh đạo ở trên nghiên cứu công văn sai, tại sao lại bây giờ đổ chúng tôi lại phải chịu cái hậu quả đó? Thật sự theo em thì em băn khoăn những cái đó rất là lâu rồi. Lãnh đạo vẫn khẳng định là cái việc đưa chúng em ra hợp đồng là đúng, là hoàn toàn hợp lý. Nhưng em chỉ thấy hợp lý với tất cả các lãnh đạo thôi, chứ còn với chúng em là không hợp lý tí nào cả. Qua điều tra, huyện Yên Bình đã nhận thừa tới 212 giáo viên. Các thầy cô giáo ở đây chỉ có thể hiểu việc huyện hủy biên chế của 80 người trong số họ là một trong những động thái để giải quyết hậu quả. Chúng ta đã có một cái cơ chế thế nào, cơ chế quản lý giám sát thế nào để người ta nhận thừa? Và tại sao người ta nhận thừa? Vì quyền lợi, vì lợi ích của người ta, vì những trò tham ô, tham nhũng, những trò ma quỷ của người ta, chúng ta nói sau. Nhưng khi đã xảy ra việc đấy rồi thì không thể đổ cái sai lầm đấy lên đầu của người vô tội bằng cách đơn phương, tôi nói là đơn phương, đòi đẩy họ ra khỏi biên chế. Cần phải tôn trọng họ, họ là những kỹ sư tâm hồn, họ được đào tạo hẳn hoi, họ được tuyển dụng đúng quy trình hẳn hoi, không có gì sai cả. Họ là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, họ là 15 năm cống hiến cho giáo dục của chính cái huyện đấy rồi. Ngày hôm qua, một cô giáo đã gọi điện thoại cho chúng tôi thông báo 79 trên tổng số 80 giáo viên đã đồng ý với phương án mà lãnh đạo huyện đưa ra. Họ chấp nhận ký hợp đồng, nghĩa là chấp nhận sự bất công để có việc làm. Sự công bằng và lòng tự trọng đôi khi phải nhường chỗ cho những giá trị thiết thực hơn. Người duy nhất không ký cũng là người gọi điện thoại đã nghỉ việc, chỉ chấp nhận ở nhà phụ giúp gia đình sau gần 10 năm đứng trên bục giảng.